Xin thân ái kính chào quý ông bà anh chị em. Cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta lại được gặp nhau trong thời giờ học Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa Ngài tể trị và giúp chúng ta trong việc học lời của Ngài. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Chúa cảm tạ ơn Chúa bởi Ngài yêu thương chúng con. Ngài tìm chuộc cứu chúng con bằng huyết quý báu của Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa vì ở trong Ngài chúng con được làm anh em của nhau. Chúng con được làm con của Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con trong lời của Ngài. Xin dạy chúng con biết phải sống như thế nào, phải làm sao để đẹp ý Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con và ban ơn trên đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dâng thời giờ còn lại, dâng mở đời sống chúng con, dâng chính mình con, dâng ông bà anh chị em con trong tay yêu thương của Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cùng nghe bài học hôm nay. Hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2019. Chúng ta cùng nghe bài học Kinh Thánh có đăng ở trên trang web bài giảng thanh lành.com. Quý bạn cho em cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe với nhau. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Lời Sống Hàng Ngày. Phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Góc chụp rộng, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10. Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi điều độc ác, xảo trá, đạo đức giả, ghen tị và mọi chuyện vu cáo. Anh em hãy khao khát sự thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị loài người loại ra, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng, và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà làm chức tế lễ thánh, để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh chép: Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá gốc nhà đã được chọn lựa và quý trọng. Ai tin đá ấy sẽ không bị hổ thẹn. Vậy với anh em là người đã tin thì Ngài là quý giá, nhưng với những kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây loại ra đã trở nên đá gốc nhà, và là hòn đá gây cho vấp chân, tảng đá làm cho vấp ngã. Họ bị vấp ngã vì không vâng giữ đạo như đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trong một chương trình truyền hình đưa tin về lễ nhậm chức của vị Tổng thống gốc Phi đầu tiên của Hoa Kỳ, máy quay thu được một góc nhìn rất rộng về đám đông. Gần 2 triệu người đang tập trung lại để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Phóng viên Bob Seffer của hãng tin CBS bình luận: Điểm nổi bật của bản tin này là góc quay cực rộng. Không có bản tin nào khác có thể thu hình trọn vẹn đám đông trải dài từ đài tưởng niệm Lincoln đến điện Capitol. Kinh Thánh hé lộ cho chúng ta thấy một đoàn người còn đông đảo hơn, được hiệp nhất bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Đây không phải là hình ảnh về một số ít người có đặc ân, nhưng là rất nhiều người được chuộc từ mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước. Ngày nay, chúng ta sống rải rác khắp địa cầu và nhiều người vẫn bị cô lập
và chịu khổ vì trung thành với Chúa Giêsu. Nhưng qua lăng kính lời Chúa, chúng ta nhìn thấy khung cảnh rộng lớn về các anh chị em cùng đức tin đang đứng với nhau để tôn kính Đấng đã cứu chuộc chúng ta và khiến chúng ta thuộc riêng về Ngài. Chúng ta hãy cùng hiệp lòng ca ngợi Đấng đã mang chúng ta ra khỏi tối tăm và đưa vào nơi ánh sáng. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, hết thảy chúng con đều đồng lòng với nhau rằng Ngài xứng đáng nhận mọi lời ca ngợi. Mọi con dân Ngài đều kính sợ trước Ngài. Amen. Bạn dâng lên Chúa lời ngợi khen nào? Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm lời sống hàng ngày. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Cảm ơn Chúa. Ngoài cái việc mà bài học sáng nay rất là nhiều ý ha, rất là nhiều ý. Nhưng mà nó mình lại cảm thấy nó cũng hơi mông lung chút xíu. Quá nhiều ý nó trở nên mông lung quá. Thì ngoài cái chuyện mà Chúa nói chúng ta là một dân thánh của Chúa. Ngày xưa thì dân tuyển của Chúa chỉ là dân Israel. Nhưng mà sau khi Chúa đến thế gian, Chúa chịu chết, Chúa chuộc tội, với Chúa đổ ra để cứu cho tất cả mọi người trên thế giới, những ai tin nhận Ngài, thì chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được trở làm con cái của Ngài. Chúng ta trở thành dân sự của Ngài. Cho nên câu kinh thánh, bài học kinh thánh hôm nay trong phân đoạn này đã khẳng định chúng ta thấy điều đó. Đó là chúng ta đã được thuộc về Chúa, chúng ta trở thành con cái của Ngài. Cho nên nếu là con cái của Chúa thì chúng ta phải sống một cái đời sống thánh khiết. Có những cái điều nào không đẹp lòng Chúa thì chúng ta ăn năn xưng tội và quay trở lại xin Chúa tha thứ và giúp chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta học liên tục nhiều ngày qua rồi. Sáng hôm nay thì khi mà nghe cái phân đoạn kinh thánh này thì Chúa lại cho lại nhớ đến một cái phân đoạn khác với một cái bài học khác. Bây giờ xin đọc cái phân đoạn kinh thánh đó, tuy dài thì xin quý ông bà anh chị em cũng ráng nghe, bởi vì mình học là của Chúa thì chúng ta luôn ích lợi cho đời sống của chúng ta. Xin lỗi quý ông bà anh chị em, đợi xin phép được uống miếng nước. Bây giờ lại sẽ đọc kinh thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất chương 12. Cô-rinh-tô nhất chương 12 từ câu 12 cho đến câu 30. Hơi dài, lại sẽ đọc quý ông bà anh chị em ráng nghe, vì đây là cái bài học mà lại nhận được trong buổi sáng hôm nay. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chân chúng ta hoặc người Juda hoặc người Greek, hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai cũng chẳng phải bởi cớ không có phần trong thân, bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác
đều cùng chịu, và khi một cái được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy, Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Quý vị có thể đọc lại cái phần này khi có thời gian, chúng ta nên đọc lại, bởi vì cái phần đầu Kinh Thánh nó có rất nhiều bài học cho chúng ta. Đó là Cô-rinh-tô nhất chương 12, từ câu 12 đến câu 31. Khi mà nghe lời đọc đến cái câu này, chắc là quý ông bà anh chị em cũng đã biết ngay cái ý mà Chúa dạy. Quý ông bà anh chị em cũng nói là cũng nói về sự hiệp một đây, cũng nói là các chi thể ở trong thân thể đây. Quý vị cũng nghe nhiều bài giảng của các mục sư rồi. Và quý ông bà anh chị em biết không, nhiều khi chúng ta học rất là nhiều. Khi nghe giảng, khi nghe đọc câu Kinh Thánh đó, là chúng ta đã biết cái bài học là gì rồi. Nhất là những ông bà anh chị em lớn tuổi mà kinh nghiệm nhiều năm ở trong Chúa đó, thì thậm chí là ông mục sư mà mới vừa nói đã biết mục sư giảng gì rồi. Có người còn nói học hoài có nhiêu đó, tôi biết hết trơn rồi, giờ không biết học cái gì luôn. Các mục sư phải kiếm cái gì mới cho tôi học. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nhiều khi chúng ta học rất là nhiều. Cái đầu chúng ta to, vẽ một cái hình, cái đầu thiệt là to nhưng mà tay chân thiệt là nhỏ. Bởi vì đôi khi trong cuộc sống chúng ta, theo Chúa đó, chúng ta học nhiều lắm, chúng ta nạp vô rất là nhiều, nhưng mà chúng ta chẳng làm cái gì hết. Chúng ta không làm cái gì hết, cho nên lời Chúa luôn nhắc cho chúng ta là như vậy. Nếu chúng ta đã nghe, đã học rồi thì chúng ta hãy làm đi. Chúng ta hãy làm đi và Chúa muốn chúng ta làm. Sau này thì chú lại khi mà lại chuẩn bị để mặc đồ đàng hoàng để cùng học Kinh Thánh với bạn chị em, thì định thấy một cái áo thun. Nhớ là hôm trước trong một cái chuyến về quê buổi sáng thì đâu có đem nhiều đồ đâu, thì đã học Kinh Thánh với bạn chị em với một cái áo thun, và cũng chia sẻ là chúng ta phải có cái tư duy tích cực, cái tư duy tiêu cực như thế nào. Thì sáng nay định mặc áo thun, rồi nói với quý ông bà anh chị em là mặc áo thun như vậy thì quý ông bà anh chị em nghĩ sao? Nếu mà bữa đó tự nhiên lại cái này nói, xin lỗi quý ông bà anh chị em thôi, chỉ có cái ý trong việc học thôi, đó là lại mặc áo thun ba lỗ, thì nếu mà học Kinh Thánh với ông bà anh chị em thì sao? Đây chúng ta học được điều gì? Đó là đôi khi chúng ta luôn dò xét cái người mà đối diện với mình, luôn dò xét. Có những anh em chúng ta khi mà đến với nhau, sinh hoạt cùng với nhau, thì chúng ta không có thấy cái tốt của nhau, nhưng mà chúng ta luôn soi, chúng ta luôn thấy cái khuyết điểm của nhau. Thí dụ như giả sử mà lại mặc cái áo thun lên, ở đầu sẽ có người la đông tin, có những người nói thì cũng được, mà áo thun thì cũng lịch sự để ngồi, và cái không khí học Kinh Thánh nó không có nặng nề, nó không quá quan trọng. Nhưng mà có người cũng sẽ nói như vậy là không tôn trọng người đối diện, không có lịch sự, không tôn trọng người đối diện. Thì chúng ta biết như thế nào là cái sự dung hòa lẫn nhau. Chúng ta giả sử như mình như lợi mà mặc cái áo thun ba lỗ lên để học Kinh Thánh với mấy anh chị em, thì đó là quả thực là coi thường quý bạn chị em. Cho nên chúng ta phải dung hòa. Cái người làm thì phải xem xét mình làm cái điều đó có ảnh hưởng anh em hay không, mình làm cái điều đó có gây vấp phạm hay không, mình làm cái điều đó có quá không tôn trọng người khác hay không. Và khi chúng ta xem xét như vậy thì chúng ta sẽ làm ở một cái chừng mực nào đó, chúng ta sẽ làm ở một cái chừng mực nào đó, không dám làm quá, không vượt quá. Thì như vậy thì không có gây được cái vấp phạm. Còn những anh em nào mà đối diện với cái người mà họ đang thực hiện đó, thì chúng ta hãy nhìn ở anh em chúng ta ở cái nhìn yêu thương, một cái nhìn thông cảm. Giả sử như
lại chỉ có một vài cái áo thôi, thì cái việc mà học kinh thánh suốt ngày này qua ngày kia thay đổi áo có nhiêu đó, mặc hoài là chuyện bình thường, hay là mặc cái áo thun thì cũng không phải là quá đáng. Bởi vì giả sử như trong một cái điều kiện nào đó đi xa không có đem được nhiều đồ thì mặc cái áo thun cũng được. Đừng có quá, có nghĩa là người làm thì đừng có quá, người đối diện, người chứng kiến đó, thì cũng đừng có quá xét nét. Chúng ta phải dung hòa với nhau. Vì cái phân đoạn kinh thánh lúc nãy chúng ta thấy chúng ta là những chi thể ở trong một thân, thì cái chi thể nào mà đau đó thì chúng ta sẽ quan tâm chăm sóc. Hai ngày qua, ba ngày rồi thì chú cho lại đau cái cổ, đau cổ rất là đau nặng lắm. Có một hôm không ngồi dậy được, có nhiều quý bà nói nó đau mà kêu chú cho. Nhất là những người không có tin Chúa mà nghe cái bài này á, thật ra chúng ta phải biết rằng mọi điều xảy ra trên cuộc đời của chúng ta đều là Chúa cho phép. Cho nên khi mà lại đau như vậy thì mấy ngày, có ngày không ngồi dậy được, rồi ngày hôm qua thì Chúa lại cho khỏe, bình thường, cũng đau ít ít. Rồi đêm hôm qua thì đau nhiều hơn. Đến bây giờ còn rất là đau, đang cố gắng cậy ơn của Chúa ngồi để mà cùng học với bạn chị em thôi, đau lắm. Nhưng mà trong cái đau đó thì mới học được một điều, học được lại cái bài học này. Sáng hôm nay thì nghe xong tự nhiên cái bài học này đến, và cảm ơn Chúa cái phân đoạn kinh thánh này đến, lại mới thấy rằng đúng, cái cổ nó đau, những cái đốt sống cổ nó bị thoái hóa, nó làm cho cái đầu của lợi bị nghiễng sang một bên và chỉnh lại rất là đau. Ví dụ như bây giờ cố gắng ngồi thẳng trước bạn chị em rất là đau, nhưng mà ngồi nghiêng thì sợ quý bạn chị em nói đó nó nghiễng đó, cũng sợ và cố gắng thì nó lại đau. Chúng ta thấy rằng khi mà trong thân thể của chúng ta có một chỗ đau thôi, như cái cổ thôi, nó sẽ làm nguyên cái thân thể không làm gì hết. Hai ngày lại không làm việc được, lại đã không đến chỗ làm, không làm việc được bởi vì cớ nó rất là đau. Và chúng ta chú cho một bài học cái gì, khi mà một anh em chúng ta đau thì giống như trong thân thể của chúng ta một cái phần đau thì chúng ta phải đau, chúng ta bị ảnh hưởng với nhau. Chúng ta có yêu thương nhau, chúng ta có hiệp một và lo tưởng đến nhau hay không? Như cái phần kinh thánh mà chúng ta đọc lúc nãy rất là hay, rất là hay lắm đó. Là nếu mà cái bây giờ nó dài quá mình không có nhớ được cái phần nào ha, nhưng mà nó một cái chi thể nào mà thiếu thốn thì chúng ta tôn trọng, rồi cái chi thể nào mà giống như là không có được đẹp chúng ta sẽ trao dồi để được đẹp. Thì chứ quý ông bà chị em nhìn thấy mặt mình có một cái vết bẩn dính thì mình sẽ tìm cách lau, hay là nhiều chị em thì thấy cái vết thâm thì tìm cách lấy kem thoa lên để che đi để làm đẹp. Thì những giống như vậy chúng ta, anh em chúng ta bị đây có là lại trong các chi thể, câu 26, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu. Đó, chúng ta thấy không? Rồi khi một cái được tôn trọng thì các cái khác đều vui mừng. Chúng ta đừng, cái này học nhiều lắm. Ví dụ anh em chúng ta được tôn trọng đó, thì nhiều khi chúng ta lại ganh tị, chúng ta không vui mừng, chúng ta lại ganh tị, có nha. Đó, rồi khi mà anh em chúng ta đau đớn thì chúng ta lại không cảm thông, mà chúng ta còn nói rằng cái này chắc là có tội gì nè, chắc làm cái điều gì mà không đẹp ý Chúa rồi, cái gì tội nè, coi lại đi nha, coi lại cái đó tội ở đâu để mà. Chúng ta không có nói ở cái mức độ là gây dựng, nhưng mà chúng ta nói ở mức độ là gây cãi, gây rồi dựng lên để cãi. Cho nên chúng ta phải thấy rằng trong cái sinh hoạt hàng ngày, trong cuộc sống, mà chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta phải yêu thương nhau, chúng ta giúp đỡ nhau. Nói thì nó thừa, bởi vì nói hoài nó có nhiêu đó thì quý ông bà anh chị em đã học nhiều rồi. Nhưng mà tôi tin chắc rằng Chúa đang muốn nói gì với chúng ta đó. Chúa đang muốn chúng ta thay đổi một cái gì trong năm mới này nè. Chúa muốn hỏi Thánh Chúa yêu nhau như thế nào. Chúng ta nhìn qua nhìn lại trong năm rồi, chúng ta nhìn qua nhìn lại chúng ta có không có hiệp một hay không, còn có cái điều gì đó nó đang còn vướng vướng. Cho nên Chúa mới dạy, cho nên Chúa mới nhắc. Chúa để cho lại đau như thế này để lại có một cái bài học, và lại cũng sẽ nhìn lại để xem mình còn một cái gì đó còn chưa có yêu thương đến điều, chưa có nhịn nhục đến điều, chưa có giúp đỡ nhau, chưa có hiệp một như thế nào. Thì chúng ta mỗi người nên xét lại. Lại nhớ đến một bài học của ông mục sư, ông dạy thế này.
Một ngày kia ông đi thăm viếng. Ông đi thăm viếng thì ông đi thăm một tín đồ. Ông đi rất xa. Ông nói ông đi xa lắm, ông đi rất rất là xa, và ông đi vào từng con hẻm, ông tìm đến được cái nhà người tín đồ đó. Thì ông mới rất là cảm động. Bởi vì gia đình nghèo, ở trọ trong một cái chỗ rất là xa. Nhưng mỗi một ngày Chủ nhật thì chính cái gia đình đó là cái gia đình gần như là có mặt đầu tiên ở trong nhà Chúa để đi nhóm. Và ông nói từ đó về sau, ông cảm thấy rằng cái việc mà ông giảng lời Chúa là một cái việc gì đó mà ông phải là rất là cẩn trọng. Ông phải soạn thật là kỹ. Bây giờ ông nói con cái của Chúa đi rất xa để đến nghe một bài giảng, giống như ăn một bữa tiệc, nhưng mà ông dọn cho họ những cái thức ăn đơn sơ quá, những cái thức ăn không có được chuẩn bị kỹ, thì ông có lỗi với họ. Và từ đó thì sao, ông soạn rất là kỹ để chia sẻ, để giảng luận và cảm ơn Chúa. Đó là một điều chúng ta thấy rằng đôi khi chúng ta không hiểu nhau, chúng ta không hiểu nhau, chúng ta không biết rằng anh em của chúng ta ở rất là xa, anh em chúng ta phải vượt qua những cái khó khăn như thế nào. Xa đây không có nghĩa là về địa lý không, nhưng mà xa đây có nghĩa là anh em chúng ta những ngày qua đang ở trong một cái sự khốn khó thế nào, anh em chúng ta đang ở trong một cái nan đề như thế nào, anh em chúng ta đã khó khăn để vượt qua như thế nào để đến được với chương trình nhóm của ban ngành, để đến với hội thánh Chúa. Thì chúng ta có yêu thương anh em chúng ta hay không, hay là chúng ta mới thấy anh em tới chúng ta đã nói là đi đâu mà mấy tuần lễ không chịu nhóm, yếu đuối nha, là chúng ta kể tội anh em chúng ta trước. Có một lần là cũng được Chúa nhắc như vậy, lại hay có cái tật là đi đúng giờ, cho nên nhiều anh em đi trễ lại hay nhắc mà đi trễ hoài lại trách. Thì có một lần Chúa lại cho lại bị rất là nhiều cái sự cố, để cuối cùng chính mình là người đi trễ. Và khi đó mới hiểu được cái hoàn cảnh như thế nào. Cho nên chúng ta phải nhớ như thế này, không phải nói để biện hộ những người đi trễ, đi trễ là chúng ta đã không tốt rồi, chúng ta phải cố gắng hết sức có thể để chúng ta đi đúng giờ, để chúng ta ra mắt Chúa với một cái tấm lòng được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nếu mà vì anh em chúng ta đi trễ, chúng ta phải tìm hiểu được cái lý do để chúng ta có thể cảm thông. Nếu như anh em chúng ta có lý do chính đáng mà đúng, thì chúng ta cầu nguyện cho anh em, để anh em chúng ta vượt qua được cái đó, để giải quyết được cái đó, để đi đúng giờ hơn. Còn nếu như anh em chúng ta không có lý do chính đáng thì đúng rồi, chúng ta có quyền nói với anh em chúng ta phải đi đúng giờ. Đó là cái sự dung hòa, lại nói trong sự dung hòa. Cuối cùng lại kể một cái câu chuyện. Đó là có một ông thầy giáo trường Chủ nhật. Ông cứ dạy trường Chủ nhật đó. Thì lúc nào cũng có một cậu bé đi học trễ. Cậu bé đi vô học trường Chủ nhật trễ. Ông rất là khó chịu. Lần nào ông cũng khó chịu. Ông ra ông nói là lần sau là em phải đi đúng giờ thầy đang dạy. Tự nhiên em bước vô mọi người quay lại nhìn thầy mất tập trung, thầy không dạy được. Ông cứ trách cậu bé hoài, và cậu bé cứ đi trễ hoài, tuần nào cũng đi trễ. Ông giận lắm. Nhưng rồi có một hôm ông có một cái việc bận, ông nhờ người khác dạy trường Chủ nhật. Thì cái lúc mà ông đi cái công việc bận ở đó, ông đi trên đường thì ông mới nhìn thấy cậu bé. Ông nhìn thấy cậu bé đang đi giao báo. Cậu chạy rất là nhanh, cậu dùng chiếc xe đạp chạy nhanh lắm để giao cho kịp báo. Cậu quăng báo, cậu giao báo, cậu quăng vào trong những cái nhà mà người ta đã đóng cửa, cậu giao báo đó. Cậu làm rất là nhanh để chi, rồi cậu chạy nhanh. Ông theo dõi, ông đi theo thì thấy cậu chạy rất là nhanh để tới học trường Chủ nhật. Và đúng là đi trễ. Những giọt nước mắt đã rớt xuống từ đôi mắt của người thầy. Ông đã không biết cái cậu bé này đã rất rất cố gắng để có thể đến được với lớp trường Chủ nhật dọc trễ. Và lần sau khi cậu bé bước vào, ông đã rời khỏi cái chỗ hướng dẫn của ông, đến và ôm cậu bé vào lòng.
Cảm ơn Chúa, câu chuyện rất là cảm động. Rất cảm động. Đôi khi chúng ta không hiểu nhau, chúng ta có thể trách nhau. Chúng ta cũng vì công việc Chúa thôi, ai cũng vì yêu mến Chúa thôi, bắt đầu nôn nóng để làm công việc Chúa, nhưng lại trở nên trách nhau. Trách sao mà người khác không có mạnh mẽ như mình, trách sao anh em phải không chịu làm được như mình, như mình với người một ý. Và chúng ta trở nên không có yêu thương nhau, không hiệp mọi. Chúa rất là buồn. Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau, nhất là trong năm mới này. Và có vấn đề lại học được cuối cùng, đó là sáng hôm nay 2 giờ thì đau lắm, cho nên lại đã thức dậy. Thức dậy không có cách nào ngủ lại được, bởi vì rất là sợ nằm. Nằm thì đau chịu không nổi, rất đau. Thì lại đã lúc đó một cái ý đã nảy ở trong đầu lại, đó là thôi học Kinh Thánh ngay. Học Kinh Thánh ngay. Khi ngồi dậy Chúa cho ngồi được rồi thì lại quyết định học Kinh Thánh ngay. Bởi vì sao? Vì lại sợ rằng một lát nữa mình sẽ đau hơn và mình không ngồi được để học Kinh Thánh được với ông bạn chị em, thì có phải rằng mình đã không làm được việc. Cho nên cái bài học mà lại muốn chia sẻ với ông bạn chị em nữa, đó là gì? Ngay khi chúng ta còn có thể làm được cho Chúa, ngay khi chúng ta có thể làm một cái việc gì nhỏ cho anh em mình, ngay khi chúng ta có thể xin lỗi anh em, ngay khi chúng ta có thể hiệp một, ngay khi chúng ta có thể thăm viếng anh em, ngay khi chúng ta có thể giúp anh em một việc gì đó, hãy làm ngay. Vì đâu có biết rằng sáng mai, đâu có biết rằng một chút nữa hay như thế nào, chúng ta không còn cơ hội. Có ông mục sư, ông kể lại, ông nhận được một cái sự thôi thúc ở trong lòng với một cái dãy số. Một cái dãy số. Mục sư không phải tư gia đâu các bạn chị em, mục sư đầy ơn của Chúa trong CMA. Xin nhớ điều đó. Nhiều quý vị nghe cái này nói đây là tư tưởng tư gia không phải. Ông nói ông nhận được một số điện thoại rõ ràng, một số điện thoại rõ ràng với một cái lời phán của Chúa là hãy gọi cho số này. Nhưng mà vì lúc đó ông đang có việc rất là bận, rất là cần. Ông nói thôi chút xíu nữa khi mà dạy xong thầy bài học này thì ông sẽ gọi. Rồi khi dạy Kinh Thánh xong, ông bắt đầu ông nhớ cái số đó, chú lại cho ông cái số đó thì ông gọi. Ông gọi thì có một giọng từ bên kia mới nói qua, ông nói là xin lỗi chú cho tôi cái số này để tôi gọi cho cô để hỏi có chuyện gì. Thì một cái giọng rất là buồn trả lời muộn rồi ông ơi, muộn rồi. Ông hỏi ông muộn chuyện gì, thì người kia mới nói rằng là lúc nãy em của con có một cái vấn đề, gia đình cần ông mục sư cầu nguyện, cần ông mục sư cầu nguyện cho em con tin Chúa, nhưng mà bây giờ em con đã mất rồi. Có nghĩa là họ lúc nãy gia đình đó có vấn đề là có người em đang hấp hối và người em đó muốn ông mục sư cầu nguyện, và nếu mà chú đem người đó về với Chúa thì người đó sẽ tin Chúa, thì cầu nguyện tin Chúa. Và ông mục sư nói rằng cái điều đó nó làm cho ông cả suốt cái quá trình hầu việc Chúa của ông cứ ấn tượng hoài. Có nghĩa là ông nói rằng khi mà Chúa nhắc mình làm cái gì đó thì mình phải làm ngay. Mình phải làm ngay vì mình không biết được một lát nữa mình có thể là không còn làm được cái điều đó. Không còn làm được điều đó. Cho nên buổi sáng hôm nay Chúa nhắc chúng ta trong cái sự hiệp một, trong cái sự tha thứ nhau, trong cái sự nâng đỡ nhau, trong cái sự giúp nhau, thì hãy làm ngay. Hãy làm ngay, kẻo chúng ta không có cơ hội để làm cái điều đó cho anh em của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa trao thương kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa đã cho con ngồi và học Kinh Thánh với ông bà anh chị em con. Cảm ơn Chúa còn dùng chúng con ở trong công việc của Ngài. Dù chúng con chỉ góp một phần nhỏ, nhưng đó là một ơn thương xót của Chúa chúng con mới được. Xin thương xót. Chúa ơi, điều mà Chúa nhắc chính mình con, nhắc ông bà anh chị em con buổi sáng nay, điều gì đó con không biết được, mỗi một điều riêng mà Chúa nhắc cho ông bà anh chị em con. Nhưng Chúa ơi, điều gì đó Chúa muốn nhắc ông bà anh chị em con, xin Chúa giúp cho ông bà anh chị em con làm ngay. Làm ngay để chúng con hiệp một, để chúng con trở thành một thân mạnh mẽ,
mà Chúa là đầu, là đấng tể trị. Chớ để chúng con không chăm sóc nhau, không biết lo tưởng đến nhau, nhưng mà giúp chúng con yêu thương nhau, chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau, để xây dựng hội thánh Chúa ngày càng phát triển. Một hội thánh mà người ta nhìn thấy vào, người ta thấy chúng con yêu thương nhau, một nơi mà người ta thèm muốn để được vào, để được hiệp chung, để được cùng thờ phượng Chúa. Xin hãy giúp chứ để chúng con sống là một cái đời sống ảnh hưởng xấu, để người ta không có muốn vào trong nhà Chúa, vì cớ chúng con lại chia rẽ, chúng con vẫn nói xấu nhau, chúng con vẫn cãi nhau chứ. Xin Chúa giúp để trong năm mới này chúng con thay đổi, chúng con sống một đời sống đẹp ý Chúa hơn. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Tin chắc rằng bài học sáng hôm nay cũng ích lợi cho quý bạn chị em, và xin nhớ để cầu thay cho nhau, cũng như xin Chúa cho lại cũng khỏe để cùng bước đi mỗi ngày, rồi mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm, chúng ta cứ nắm nơi cái sự thành tín của Chúa để chúng ta bước đi, và chúng ta nhận cái những cái điều tốt đẹp Chúa ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa và cảm ơn quý vị.